Đang chi? Chơi nói từ không? Chơi thì chơi, sợ gì? Nhưng mà anh nói trước đi. Giờ cũng sắp tới Tết rồi, anh với em chơi nói từ mùa xuân đi. Đúng rồi, đúng rồi. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Chơi nói từ mà có phải nói chữ đâu mà xuân xuân ơi, xuân đã về. Thì tại anh ra đề khó anh chi. Vậy anh nhường em ra đề đó, em nói trước đi. Trời, em dễ lắm, sắc màu. Sắc màu. Màu sắc. Sắc gì khó vậy? Sắc diều đón gió sưng. Là sao nữa? Thì là gây siêu bắt vừa cập nhật phiên bản 4.4. Sắc diều đón gió sưng với nhiều sự kiện và nhân vật mới hấp dẫn hơn đó. Em bấm vô game là thấy liền à. 31 tháng 1 này, Genshin Impact phiên bản 4.4 sẽ cho ra mắt nhân vật Shin Jun, một trong tam nhãn ngũ huyễn tiên nhân của tiên chúng Tuyệt Vân, biệt danh Lưu Vân Táo Phong Chân Quân. Shin Jun có thể di chuyển tối đa 3 lần nhảy đặc biệt, bộ thiên thê, 2 lần nhảy sau có thể chọn di chuyển dưới đất hoặc trên không. Trong quá trình này, hóa thành hình hạt, tiến hành tấn công khi đáp đặc biệt. Không những vậy, Shin Jun còn có thể gọi gió tiên, cho hồi phát minh sáng tạo trúc tinh. Chị, sao em biến thành Shin Jun rồi? Chơi game mà chơi không, sao hai bạn có live chính nhân vật đó được? Vì sao? Cái anh này. À, quên nữa. Lần này còn có sự ra mắt của Gamin, là tiêu sư của kiếm hạp tiêu cục, người ra quyết định của đội múa thú y vũ. Gamin sẽ ứng dụng kỹ thuật múa thú vào các trường hợp khác nhau. Trong chiến đấu, Gamin nâng cao đầu thú, nhảy về phía trước. Khi tiếp xúc với mục tiêu hoặc địa hình sẽ nhảy lên cao, lúc này có thể tiến hành tấn công khi đáp cực mạnh, gây sát thương nguyên tố hỏa cho kẻ địch. Nhưng khi chuyển tấn công đáp bằng hình thức này sẽ khiến Gamin tiêu hao một phần HP khi tiếp đất. Gamin có bạn tốt là A Văn giúp đỡ. Khi thi triển Kim Nghi Vũ bùng cháy triệu hồi A Văn ra trận, Gamin sẽ phục hồi một lượng HP nhất định và gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Phối hợp cùng A Văn biểu diễn một màn múa thú đầy thú vị. Khi Gamin và A Văn hội hợp còn giúp Gamin phục hồi thể lực, giúp kỹ năng nguyên tố thị thú thăng thiên còn có thể sử dụng lại ngay. Ngoài ra còn có sự trở lại của nhân vật Nahiya. Thiếu tôi được. Sự trở lại của Nahiya đến rồi đây. Được được, có lý. Ba người cùng chơi, có hai người cứ lay. Làm vậy mà coi được. Có gì đâu mà không được. Chắc tại ăn ở đó. Để coi, đợt sau anh có quá gian được thành nhân vật nào không? À quên. Quên cái gì nữa không này? Quên ngủ mấy bạn chơi chung rồi. Mấy bạn cái xuống góc bên dưới để tay game chơi cùng với tụi mình nha. Mọi người nhớ tay game để hóa thân thành Shin Jun và Nahiya của tụi mình nha. Hello, chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Rồi thì hôm nay một ngày rất là vui với mấy anh em mình. Yeah. Mày có biết rồi chứ gì? Không. Gì? Chưa nói luôn thầy. Ủa sáng mới nói xong mà nói gì vậy? Thầy kêu đi thay đồ. Đúng rồi. Vậy thầy kêu đi thay đồ à? Thầy không kêu đi đâu hết á. Dạ. Vậy thầy nói lộn mà ăn kìa đó. Đúng rồi. Thầy có nhớ lộn không? Thì chắc thầy nhớ lộn quá ta. Giờ thầy nói đi. Rồi hôm nay thầy sẽ trịnh trọng thông báo. Ôi, trọng kênh YouTube của mấy anh em mình. Sao thầy như vậy? Đạt được 100 triệu view. Gom 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 gom. Vui không? Vui không? Vui không? Vui thì sao nào? Vui thì anh ba. Đúng rồi. Anh ba gửi tem. Đúng rồi. Gì vậy? Thằng này nó lãng nhách gì trời. Ừ. Nghĩ sao người trong tim mà gửi tem ăn mừng cái gì? Đúng rồi đó. Ai nói tôi gửi tem? Cụ cụ già ra, cụ già ra. Cụ bên đạp với mình. Hello, hello, chào mày. Giỡn gì này. Ủa? Anh ba ơi, từ từ anh ba. Ủa nãy giờ em đi đâu hả? Nãy giờ em trong nhà thầy, em nói tự đứng. Thầy ra đây, hello chào bạn, em lết sắc em ra. Thầy nói ra thầy đâu cho em ra đâu. Nhưng mà em phải ra với thầy để em chào bạn nha. Em nhớ nay em đỡ chưa? Còn đau vậy ơi. Nói chung là được, quẩy được. Quẩy được, thầy có thấy em không? Đúng rồi đấy, ở vị trí của em mình. Vậy chỗ em.
đau quá, đau quá. Rồi nói chung là cái chân đi được không mà cái này. Được, ok, được. Nhảy thử cái chơi coi. Nói chung là anh ba bị chuột rút nên là không có đi lại nhiều được bạn. Cảm ơn chân đã chưa? Dạ được rồi, bữa em bị chuột rút sao em lên bệnh viện luôn em biết. Chuột rút thì đi khám chứ đi bên bệnh viện chứ khỏe sao? Khỏe ơi, nói chung là khỏe. Em khỏe ha. Được. Rồi nói chung là quay được ha. Dạ được. Thì hôm nay nói chung là quay ăn uống cũng được đi. Dạ. Nên là cho anh ba đi theo luôn. Dạ. Clip sau mà anh ba có vắng thì nói chung là tại vì anh ba còn đau nhớ bạn. Rồi giờ anh em mình sẽ đi ăn mừng. Dạ. À, hôm nay anh em mình sẽ ăn mừng cắm trại bích đít ở ngoài đồng. Ủa? Gì vậy? Phải ở nhà hẹn chứ có. Đúng rồi. Thầy nhìn mặt em có cảm xúc không? Vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân, quê hương tươi vui chạy hồi. Ủa? Sắp có em ơi. Bao nhiêu lâu không gặp nhau, bao nhiêu lâu không thấy nhau, khi yêu em không tin làm sao. Sang chết tâm lý. Cái gì vậy? Sang chết tâm lý rồi. Mày xong rồi. Trời ơi. Trời cái này thầy mặt em mới không cảm xúc rồi em. Quê luôn. Nhưng mà em đang thắc mắc cái này nè thầy. Tại sao mình lại cắm trại ngoài đồng? Mà không thì không vô nhà hàng 5 sao nè. Rồi mình ngủ khách sạn nè. Mình tắm hồ bơi nè. Ra biển ra đảo đâu thầy. Bơi ơi thì không gầy. Gần Tết bạn. Xe cộ rất là đông. Nhưng mà anh em mình đi xe hơi mà thầy. Xe hơi. Xe hơi sao đủ chỗ, xe 16 chỗ mới đủ tụi em. Xe tải mới đủ á. Xe hơi xe giết gì nhưng mà cũng rất là nhiều xe. Dạ rồi. Hiểu không? Với lại xe cộ đông quá nên là không có đi đó được. Dạ. Ra đồng cho nó bình yên. Mát mẻ. Đúng rồi, nó có sẽ quay về cái tuổi thơ của mình. Cái gì? Thầy hứa tụi em qua Tết thì dẫn em đi nha. Ok ok. Đó. Ok, Tết mình sẽ dẫn một chuyến đi du lịch. Rồi bây giờ anh em mình đi ra đồng ăn mừng ha. Okay. Let's go. Let's go. Rồi cái chân nhiệt cũng đi ra nữa. Anh cốt. Lẹ 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 cho sâu chơi. Xích đi Minh con. Của tao. Đi à. Cốc rồi, cốc rồi. Cốc rồi, cốc rồi. Khó chứ đồ uống chở hàng này chơi. Ơi anh em, hãy bác sĩ của mình kìa. Hãy bác sĩ của mình kìa anh em. Dạ. Trời trời hang này chơi mất dạy trời. Ui nó kìa. Thằng này chưa ai uống mà dám uống hả? Mày no mày với tao à. Rồi gọi gọi tới công chuyện hẳn rồi. Trời xong luôn rồi. Mày sao? Đừng. Mày lấy nước của anh em mày uống hả mày? Ê dạ, anh Tân, em chạy nó đi, em chạy nó Tân. Anh Tân, sao? Anh Tân cho em nhớ hết đi anh Tân. Anh Tân, có chuyện gì từ từ nói, em đừng có làm vậy, tội nghiệp hãng. Dục nó xuống, dục nó xuống cho em, dục nó xuống. Thôi anh Tân, đừng dục nó xuống, tội nghiệp nó. Thôi nó nhỏ xíu à, đừng dục nó. Dục nó xuống, dục đi. Thôi anh Tân, đừng dục nó mà anh Tân. Không, nhưng mà sao? Anh cảnh cáo mày nha, mốt mình không có được ăn dụng như nó mày. Rồi. Nói cho. Rồi. Dục mày luôn anh Tân. Đi dọn mày đưa ơi. Trời ơi. Dẹp vô nha mày. Mày uống nó đi rồi biết. Nghe thầm cái xìm tôi chết. Dọn muốn chi vậy? Tôi có uống đâu hả? Ngồi với anh Trọng uống á. Nó đổ thừa tôi á. Ông dẹp đi vô lẹ đi. Hỏi anh Tân nó quýnh nữa giờ. Đúng rồi hả? Cầm nhận anh em mình chơi khăm thiệt. Thôi kệ đi cốt đi cốt. Đừng có ở nữa. Cái xìm cái xìm. Rồi anh em mình tới chỗ cắm trại business rồi nha các bạn. Dậy lắm rồi lại ơi. Bỏ xuống bỏ xuống. Ơi cái gì vậy anh Tân? Ơi cái thùng ăn có sao không? Trời ơi, cái thùng ăn ơi. Ơi cái tay của anh đây rồi. Ơi bên thùng luôn rồi. Mớp thùng luôn rồi.
Cây cà na. Cầm. Vô. Đúng quá, phải con mày hư rồi ăn mà sao ăn vậy? Ừ đâu, không sao đâu. Ê, cái gì vậy? Mày nữa hả? Ủa, lấy đậu nó lại gì vậy? Lấy đậu có tiêu luôn rồi. Lấy lên. Anh này, anh lớn. Anh lớn mà anh hù con nít không à. Đúng rồi. Có đậu. Rồi vậy đâu vậy? Tháng như đâu đây Tháng? Vậy vừa lụm ra bánh xe của tụi em luôn á thầy. Cái gì? Thầy, giải quyết cho em đây thầy. Hai ngày nè, hồi nãy em vác luôn bánh xe mệt quá. Em đi từ lúc mà kia em đi vô. Em gác nước, em mới mở luôn bánh xe ra. Gặp em chưa kịp uống nữa, em mới khui ra cái hai hàng lại đớp hết luôn bánh xe luôn. Không biết thì về được luôn cái, rồi. Cái nó la làng lên, cái mét anh Tân. Ủa gì vậy? Anh thấy gì trong buổi chiều lạc lạc đi. Ơi, đâu phải gậy bắt cả thùng bia. Wow. Ôi, nó đã. Uống đi. Chào muộn. Không uống nữa thầy ơi. Mấy này uống hết thùng luôn rồi. Rồi dẹp vô đi. Dẹp vô đi. Xíu nữa mà Minh Thận ra. Lâu lâu nữa. Minh Thận, em mới vừa khỏi bệnh thầy muốn phạt em nha. Rồi bây giờ anh em mình sẽ review cái thùng đồ ăn của mình đi. Vô. Rồi kiếm gì mở ra đi. Ủa? Cốt căng cốt. Hey cốt. Đưa muỗng hàm á. Rồi lấy vô mình. Ăn to rồi nè. Cái thùng gì mà cha báo mà đưa cái này rồi sao cắt thầy? Cái gì vậy? Cái này sao cắt? Cái được. Đó thấy chưa? Mình phải sử dụng cái đầu. Thông minh. Thật là thông minh. Cái đầu xù luôn. Rồi mở ra đi. Rồi kéo đi. Có gì trong đây đây? Rồi, buổi trưa hôm nay anh em mình sẽ ăn. Thôi, đừng. Ăn cái gì? Ăn cái gì vậy? Ăn cái gì thì mở ra đi. Rồi, là anh ba tiết kiệm cho đây hết trơn luôn rồi thầy. Rồi, review đi. Cái này anh em nói gà là sai lầm rồi. Chứ gì? Cái này là mấy con phượng hoàng á thầy. Trời ơi. Phượng hoàng ở trên núi cánh á. Lửa. Rồi. Này là gì vậy? Sườn kinh công. Wow, con này là gì? Ủa thầy. Thầy mua gà bự của mà thầy mua chi mà mấy chục cái cánh gà trong đây nữa thầy. Để ăn cái gì em? Ăn sao mà hết được? Không hết thì đem về. Trời ơi, nhưng mà tụi em phải ăn cho hết. Ừ. Rồi, món gì đây? Xúc xích của em. Xúc xích đại ca. Xúc xích của em hả? Lâu thầy. Có. Có tôm hùm nè. Đâu? Tôm hùm ở dưới quê. Đây là tôm gì, cái này gì? Ủa, cái này gì nữa ta? Cái gì? Bào ngư. Không. Ức cà dứa. Dứa cà dứa. Là dứa cái ức hả? Mời gà gì mời gà, cái này là mời đà điểu. Trời ơi, điểu rồi. Đặc biệt luôn, mời đà điểu kèm theo. Kim cương hạng nhất. Lạnh không? Rồi ok, hết chưa? Có rồi. Ok, con kia. Cái này là gì anh em? Hết. Bò Mỹ. Bò tốt. Bò tốt. Đâu? Có biết hai con bò cũng nhau trong một hút không? Ừ. Nè, cổn. Cổn. Nè, đây là hai con bò thầy. Cổn. 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 Bánh nước rồi. Trời ơi. Wow. Ai? Cổn. Cổn. Rồi xong luôn. Ai xô hả? Ai vậy hả? Anh ba này ơi. Anh ba kìa. Con. Trời, em có điều muốn nói. Nói gì? Gụ người ta mới xả thầy. Rồi giờ sao gụ người ta mới xả em phá rồi sao? Không có thầy. Em nhân thuận làm lại cho người ta. Con. Vô. Anh ba. Lại đây bếp. Em. Anh ba. Em với mình gọi giải quyết cái vấn đề này nha. Mấy thầy. Rồi hai đứa tự lại, còn mấy anh em mình cắm chạy đi. Đây ai? Rồi vô đi. Chứ em đau đâu là được thầy. Khỏi. Em làm luôn. Em lên. Cái cho em quậy gì? Em không được bước lên này. Em với mình hỏi phải làm sao cho người ta đàng hoàng lại. Ok, xin lỗi. Xin lỗi không giải quyết được vấn đề, em phải làm lại. Rồi còn nhiêu là đi cắm chạy này đi. Ok. Anh ba mới trở lại mà phá quá bạn ơi. Chưa hết là chưa cắm chạy bít nít là anh ba xô mình xuống dưới là cắm chạy sình luôn rồi bạn. Mà lúa này người ta mới xạ cho nên là mấy anh em mình dặm được nha bạn, như dặm lúa vậy đó. Mong các bạn đừng tô xít mấy anh em mình nha. Bà ơi là anh ba.
khóa nữa. Giờ thì mình đóng cái tấm bạc này để cho cố định cho đừng muốn bay nha các bạn. Rồi, giờ mình chú cây xin que để nướng hai cái lóc nha các bạn. Thì nghe nói thầy chuẩn bị hai cái lóc bự lắm, một cái dạy nè. Nên mình chuẩn bị cái cây bự cái dạy nè. Chứ dạ các bạn, mình chú cây xíu à. Chứ cây bự làm cái lóc sao nướng được rồi. Nè Tân. Đây. Thắng. Ủa mà mình làm vậy chi cho vất vả với anh em. Chứ có một con dao mày muốn làm mấy thằng. Thiệt chứ, trọng nó làm lâu dưới ta. Đốn cái cây gì mà nãy giờ chưa xong nữa. Trọng ơi xong chưa? Mày xong rồi. Thôi mệt quá, đưa đây anh đào cho Thắng ơi. Em đi làm công chuyện khác đi. Ủa, người mày ném ba cái đồ chơi này ra chi Thắng? Em đem ra đồ đất nè. Nãy em thấy ai để một đồ chơi đẳng á, cái em đem ra luôn. Mày nghĩ sao cô bé đồ chơi mà mày đem ra mày đào được? Đúng rồi, sao đào được? Sao không được, coi làm nè. Nhỏ thằng này thiếu đồ chơi nó chơi nè. Chắc chị rồi đó. Anh em ấy chơi vui không? Công nhận vui thiệt. Chắc chị nói vui. Chơi đi. Chơi đi. Trời ơi mày gà này mày đứng ăn một cái hay là ăn gụng găng luôn à. Ủa bộ găng anh ba yếu lắm hay gì mà ăn tới nỗi gụng với anh ba. Em nói vậy ai? Găng cung cầu kìa mà gụng cái gì. Anh ba sai sai em sợ ma. Mà công nhận mấy anh em mình nay được ăn mấy món ngon quá ha. Mà công nhận con tôm nó cũng bự thiệt á chị Trang. Nghe nói bữa giờ anh ba bị thiếu canxi nè, anh ba ăn nhiều tôm đi cho có canxi. Thiếu canxi gì chị Chi? Anh ba là cái chất nào cũng thiếu luôn á. Trời, đúng là đem của ta, giỏi lắm. Cố lên, xíu em cho anh ba ăn gào. Ai mà nỡ cho anh ba ăn gào, tội nghiệp anh ba lắm. Đúng rồi đó. Trái không mày? Từ từ mày, giờ đốt cái trái nè. Đó, có khói rồi đó. Đó. Đó, đó. Trái quẹt luôn rồi. Thiên củi, rồi. Trái rồi, trái rồi. Trái rồi, trái rồi. Lấy cây, lấy cây, lấy cây, lấy cây. Đây đẳng cấp chưa? Đó, ngồi giữ, để bên đây nè. Rồi lấy lá thì mình khen, lấy lá thì mình. Lấy khen, lấy khen. Cơm, cơm, cơm. Đó. Đó. Bây giờ đợi cho than nó lên là anh em mình nướng nha bạn. Đúng đó. Rồi, vô. 20 minutes later. Bây giờ mấy anh em mình sẽ nướng mề trước nha các bạn. Đợi than bên kia chín thì mấy anh em mình sẽ nướng những món khác. Ví dụ như là gà nè, cánh gà, nói chung là tùm lum hết trơn các bạn ơi. Đó, để em lại mua đã không bạn. Đó. Quá đã các bạn ơi. Hôm nay mấy anh em mình ăn no say luôn rồi. Hiện tại mấy anh em mình đang quay cho có than nha các bạn. Đúng rồi, quay tay lẹ lên mày. Hiện tại anh em mình đang đốt than cho nó cháy hết nha các bạn. Đợi than cháy hết anh em mình sẽ nướng cá lóc. Cá lóc ngon lắm. Anh em nè kìa. Nè 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 nè. Bạc mục tiêu nè. Cái này của tao. Bạc mục tiêu tiêu quẹt. Cái này của tao. Bày con. Bạc mục tiêu quẹt nó mới mạnh. Cái này của tao. Bày con. Cái gì vậy? Quẹt cái đó. Chưa có bạn mà. Chưa. Được rồi con. Đây. Bua cho các bạn. Bua cho các bạn. Đây. Vô. Quẹt nè. Chưa. Xíu về mày đưa tao 2 triệu đền cái đàn nha. Vậy vậy vậy. Trả nè. Chân nha. Trời ơi, đúng là tùm lao thôi chứ. Đây mới là bạn bơ tiêu nè. Nằm xuống. Trời ơi là trời. Xong luôn rồi. Chú Cút chỗ nào? Có phải chú Cút đâu có. Mấy cô kinh tay tôi bị đơ nè. Cứng luôn nè. Trời ơi. Đó. Quá đã. Ăn cá lóc chào bá luôn. Ôi cá lóc nó bự. Wow. Later. Rồi thì ở ngoài đồng của mấy anh em mình mới xạ lúa nha bạn.
ruộng này thì nói chung là gần Tết rồi, người ta làm để gọi là ruộng đông xuân á bạn. Đúng rồi. Rồi ôm miếng nước uống này. Wow wow. Mày đứa đó xong chưa? Ta 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 thầy coi sườn nè, thầy mua sườn nào sườn nấy vậy mà bằng cái cọng sườn của em nha thầy. Ừ, hồi thiếu nữa lấy cọng sườn của em ra nướng luôn. Đúng không? Thầy sao em ăn tết thầy? Sườn mèo của em ăn ngán lắm. Đúng rồi. Vậy thầy? Phải lấy sườn chuột. Sườn chuột có chút xíu vậy. Không, sườn chuột bị què. À, chừng hồi đào. Sườn đào. Sườn gì sườn chuột mà còn bị chuột rút nữa. Sườn chuột bị rút gọi là chuột rút. Nó đây là đồ nướng của mấy anh em nha bạn. Đúng rồi. Ủa, đó nữa nè. Còn nguyên một mâm bển luôn thầy, tôm cua quá đúng trời luôn thầy. Dị thản em ngồi em chọt con cái phao câu dị thản. Đúng rồi, nó kêu mày chọt cái chánh nó mày chọt con câu. Con câu em xin cho nó thấm vô thầy. Hai tiếng rồi. Ôi trời. Wow wow wow. Quá đã luôn Phúc ơi. Rồi đây thầy coi mấy đứa con gái làm gì bển chưa. Ok thầy. Mấy bạn gái đang siêng năng tập luyện. Rồi bên đây đang làm gì đây? Nướng. Cái này là cái gì chị chê? Mè gà. Nướng mè gà đó thầy. Tôm với xúc xích. À, chín chưa? Dạ, dạ chưa. Cái nào chín, cái này chín này nè. Chúa thầy ơi, chúa thầy ơi, chúa thầy, chúa thầy. Cái này chín, cái này. Đây, 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 đây. Đây, đây là mè gà nha bạn. Rồi, giờ mình sẽ cắn một cái. Ôi thầy. Wow. Wow. Thầy, 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 thầy. Chưa phải không? Chưa. Cho em thầy. Thầy cho em. Thầy cho em thầy. Còn ba. Còn ba ha. Rượu mà, ba rượu cút mà. Em cảm ơn thầy. Nhưng mà em cắn miếng thôi được không thầy? Được. Để em nhường cho anh em. Ok. What the hell? Này một cái với một miếng gì? Rồi anh em chia ra ăn cái que đi. Thôi để lấy que sẽ ăn cho người ta miếng mình mới ăn rồi. Đúng rồi đó. Công nhận anh ba một miếng của anh ba hết luôn á. Anh ba một miếng. Ngon ngon ha. Bình. Ba không gà không có quay clip có nhớ các bạn không? Thầy có cho em quay không thầy? Tại em bệnh chị. Này nhưng mà em hết bệnh rồi. Em hết thì giờ cho quay. Mẹ em nhớ bạn. Trời ơi. Xong luôn rồi. Nói chung là mè gà ngon mấy đứa. Quá đã rồi. Ướp đã lắm. Ngon hả thầy? Này em mới ăn chục cái mè gà và đang xí găng. Không, tại cái cây này hồi nãy anh Tăng đưa em, anh ba ăn hết rồi chứ mấy em thì ăn em ngon vậy thầy. Đâu em ăn trước thầy nữa chứ. Thì kính sao thầy? Rồi. Bây giờ anh em mình đợi nướng xong thì anh em mình lên dĩa thôi bạn ơi. Wow. Wow. Thứ gì chịu nổi. Đã luôn. Đã không thầy. Đây sao khép luôn rồi đó. Cục non là tại dĩa thôi. Anh em cái này thêm xì nữa đã không ha. Đúng rồi luôn. Xì Coca Cola. Ừ. Xì. Cục xì Pepsi nha bạn. Rồi, nướng đi nha. Rồi giờ mấy anh em mình sẽ ăn nha bạn. Wow. Trước khi ăn thì anh em mình nên làm gì? Đúng. Ok, vô. 1, 2, 3, chào. Anh em mình nâng ly lên. Nâng ly lên. Ủa? Nâng ly. Lâu, 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 lâu. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. 2, 3, vô. Khoan, uống đi vô cái gì? 3. Sao 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 ngon không? Ủa đã thì ơi. Dạ. Không ngon mà lo bánh xì sáng. À quên quên quên. Ủa mà sáng gì ta? Ủa sáng tự nhiên. Ê Tân. Ê. Sáng gì? Không gì thầy. Sáng gì? Thì ra luôn thầy của. Đâu. Phải sáng tôi muốn cà phê á thầy mà uống lộn bánh xì. Dạ. Trong tiệm lùm lộn. Uống hết quen luôn rồi. Uống lộn này. Lộn. Bạn sáng bạn uống của tôi với bạn. Có bằng xúc xích là qua bằng hai cái ăn cửa của tên là hai cái ăn cửa gớm dưới đúng không? Thầy ăn thầy ơi nó còn cuốn khúc rồi thầy. Còn nhiều coi. Giờ anh em mình ăn đi ha. Dạ. Rồi vô đi. Vô. Mời mấy bạn ăn nha. Mời bạn ăn nha bạn. Trời ơi sườn này đã lắm bạn ơi. Mình khỏi chấm mình ăn thử coi nó như thế nào nha bạn. Mời bạn nha. Sao 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 sao? Khủng không? Khủng không? Ừ. Đã ngọt lắm anh em ơi. Nó có vị mặn mặn nè. Chuyện gì tôi? Wow. Đã. Wow. Rồi. Rồi. Nè nè, đợi. Đợi.
Tao ơi, đúng nghĩa với cái chanh hót luôn. Gà tẩm Pepsi. Đúng rồi, mấy ngon. Mặn quá trời. Mấy bạn múc bang cùng với mình nha. Trời. Thơm ngon mấy em ơi. Mở bạn ăn nha. Mở bạn miếng sườn khủng long luôn nha. Mẹ mình dặn là mẹ mình dặn là phải ăn gam gì vô nha bạn. Nên là mình sẽ dục gam ăn tôm nha bạn. Trời. Mời bạn mời mẹ nha. Mời mẹ con ngày con cãi là mẹ ăn tôm. Đã quá té quá. Ăn lỗ mẹ luôn rồi. Ăn chưa? Cứ ngửi nữa. Có gì ngon rồi. Ăn bạn cái nữa nè. Rồi cái ngửi nè. Mời mẹ nha. Nên ăn tôm luôn quá. Con của mày con, mời mày cha, mày mẹ, mày ông nội, ông bà nội luôn. Đúng rồi. Mời tao luôn mày. Mời ông có một cớ. Mời tao. Mời mày, mình ăn đi. Mời ăn đi. Mời bạn ăn nha. Mặc dù mình cầm miếng sườn nhưng mình sẽ ăn bò. Đây. Ủa? 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 Ta ăn gì kỳ ta? Mặc dù mình cầm miếng bò nhưng mà mình sẽ ăn đấm nha bạn. Chấm một cái trời ơi. Tới. Mời miếng bò. Tới cục gạch luôn à. Lo ai cầm gì đừng cầm để ăn ngon. Ngon nè, mời mấy bạn ăn tôm luôn nha. Tôm nó ngon. Đâu hết vô. Ôi sao sao ngon không? Ngon vậy ăn kèm rau mới ngon chứ. Chị Trang ăn nè. Anh đem một sang lò xo xe đạp nhé bạn. Đây lò xo này có giá trị rất là hiếm nha. Lò xo này nướng được luôn nha bạn. Mời bạn nha. Tiếp tiếp. Coi thầy ăn cái gì coi. Ăn gà đi thầy. Ăn gà đi thầy. Không 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 thầy. Không không gì. Thầy. Đúng sao cha này. Ủa sao đồ ăn thịt không cho ăn mà ăn. À thầy. Trời ơi. Đâu gà. Dạ ấy, từ nãy giờ thầy nói chuyện khát nước rồi. Đúng rồi. Cho nên là thầy uống nước. Vô. Vô. Nãy thầy uống của em rồi. Ăn đây được hả thầy? Cái gì vậy? Bê gà. Ok nhận. Ok. Rồi. Dạ ta điếu đó thầy. Rồi vô luôn đi em. Vô. Vô cho thầy nè. Thầy ăn gà rồi. Vậy mày ăn đi mày. Nói chung là mình ăn mấy bạn không thấy được đâu nha. Mỏng mỉm kìa. Ừ. Mỏ thầy mỏng mỉm. Ngon. Mỏ bạn, mỏ bạn miếng bò nha. Được. Gồm miếng hả thưa. Tết này không như Tết qua, con đi làm xa, con không ở nhà. Nhớ mẹ, nhớ em, nhớ cha, nhớ cơm mẹ thổi, cành sao khô hoa. Ây à, ấy ơi ở nhà. Nhà ta cô lắm, Tết đến càng cô đơn. Kẻ buông ba chỉ muốn quay lại về nhà, về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đông đầy bữa cơm nghèo đón viên, ngờ sẽ gánh vác chung nhau nhằn hay chẳng biết đâu là mỗi xuân nghe mỗi già. Rồi sẽ gánh một chút vất vả nhưng biết đâu là chỉ em đang vai trò. Rồi thôi mấy anh em mình xin kết clip tại đây nha các bạn. Dạ. Nói chung cảm ơn các bạn đã ủng hộ mấy anh em trong thời gian là 1 năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà năm sau anh em sẽ lên 200 triệu view để anh em mình ăn mừng tiếp nha các bạn. Yeah. Còn bây giờ thì bye bye. Nếu bạn thấy video này hay hãy cho mấy anh em mình xin một like, đăng ký một cái chuông để ủng hộ mấy anh em nha các bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Bye hai lần luôn rồi đó.